Đây rồi anh em ơi. Mày chạy đâu? Úi dồi ôi. Vào to anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Mày chạy đâu? Úi dồi ôi. Vào to anh em ơi. Wow wow. Hi, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì anh em ta lại quay lại trở lại sông Hè các bác này. Lâu lâu không quay lại đây trở lại thì thấy là trông nó cũng khác đi nhiều anh em ạ. Đấy, thì lý do lại quay trở lại đây vì có mấy anh em trước xem em đánh đấy rất là hay và đánh bằng cám viên ấy, nhạy. Thế các bác bảo này là mang hộ một ít để tí là lấy thì là tiện gái mình cũng sang đây luôn. Ở nhà em đây nó cũng xa, anh em sang bên nhà nó cũng rất là ngại. Rồi thôi bây giờ sau này đánh một chuyến thì mang luôn đồ cho các bác đi. Đây, bọc luôn 5 cân cắm viên. Cả 1 cân cắm xay. Đây, em xay luôn cho anh em. Đó, đánh thì nói chung là ở đây có cắm viên đánh rất là nhạy rồi. Đây, anh em nó còn thu xếp vào củi để cho lại nướng cá chắc. Rồi anh em ta ta đồ nhá. Trời hôm nay nó lại mưa phùn các bác ạ. Hơi ẩm ẩm. Sao đánh rất ok đấy. Sao mồi nhiều quá anh em ơi. Đây em lại còn một chút mồi thừa nữa. Mồi thừa thì tí đánh ổ phụ. Phao. À đây phao này là phao mang đi cho tí anh em ra lấy. Rồi lúc nào đi thì cũng tặng cho anh em mỗi một phao một nụ nha. Đấy, một phao một nụ. Bình thường như em đánh thì em sẽ đánh một phao 20. Ít khi em đánh một phao 12 lắm. Phao 12 kiểu như là đánh cảm giác nó hay bị trượt đấy. Ở đây nó thật sự mình em kể cho các bác một câu chuyện như thế này. Thì hôm nọ thì em ra đây em ngồi ấy, thì em đánh cả ngày luôn, nó không được con vẹo rồi ạ. Thì hôm đấy em bắt đầu trời gió mùa về nó lạnh. Thế là đánh đấy nó móm luôn. Nhưng mà đến lúc cuối thì là em được một con. Nên em quay anh em xem đoạn đấy. Đây rồi. Đây rồi. Ui ui. Ui ui. Đứt cước anh em ơi. Đứt cước. Ôi trời ơi anh em ơi. Đứt dây cước rồi. Cày thế nhỉ. Cước anh em ạ, đây cước 16 các bác này. Khiếp thật các bác này, đây cước 16 các bác ạ. Không tải nổi. Tuyệt quá anh em ạ. Nổ cước sợ thật, mất sử cái lưỡi. Đâu anh em ơi, tiếc thế. Đen nhỉ. Cước 10 anh em nhìn đánh cước 16 không tải nổi con này, mấy con gì to thế. Tiếc quá các bác ạ. Wow, phát kia cái nổ luôn. Bởi vì cái cước này của em nó tải kinh lắm, tải bây giờ cước này ở trên kia nó nhấc được ba mấy cân cơ mà. Thế mà vào kia nổ ngay sợ thật. Nó đóng sốc. Đây, nó đây các bác này, nó không phải là nó được cái nút thít nhá, mà đây là cái cước của đoạn em buộc nữ này, em buộc chập đôi các bác nhìn nhá. Đây em buộc chập đôi. Đây các bác này, đấy em buộc chập đôi vào đây, nó đứt ở đây này các bác này, nó chập đôi để em lồng qua luồn qua cái lưỡi này. Đấy các bác nhìn nhá, nó ở chỗ này này. Đấy để em luồn qua cái lưỡi thì cái lưỡi sẽ giáp vào đây, thế mà nó nổ được cả cái chỗ này, thêm kinh điển chứ. Dã man thật. Chờ cả ngày mới đâm một con mà lại đột phát mất. Xót xa, đau mày, đắng lòng. Đó, các bạn nhìn nhé, em đâm một con này nó rút vào trong kia luôn. Thì lúc đấy là cái tâm lý của em là một là phải bò chết luôn. Nếu không bò cái là chắc chắn là rút vào kia thì mình cũng mất cả lưỡi luôn. Thế mà cố ghi phát thì nó cái đột phát này nổ mất lưỡi.
Hôm nay em đánh bằng cướp 16 anh em ạ, cướp 16 rất là to luôn. Nhưng mà không không tài nổi. Vì nó đánh nói chung là lục nó sốc lắm anh em ạ. Cần của mình nó cứng đấy. Nên là nó vào phát gần như là lổ ngay. Hôm nay em lại phải chơi dù. Này chơi dù sân hàng các anh nhá, không không chơi cái loại dù bình thường á. Không chơi loại cước nữa. Rồi anh em tao 6 đó, nước hôm nay nó lên. Ơi, các bác có thể nhìn thấy hôm nay nước lên, nó gần cả ngập đây luôn. Thì em vẫn sẽ đánh một cần ở góc này và một cần ngoài kia. Đánh toàn đồ to này. Bo là bo bằng chết luôn anh em nhé. Cám này em mang rất là nhiều cám đấy. Đây pha cả cám cá này, cám viên đấy. Em vừa căn này thấy nước nó sâu đấy sợ các bạn. Hôm nay nước cả thật đấy. Hôm nay nó rơi 4 mét rưỡi anh em ạ. Sâu quá. Do là cái phần ở đây đáy nó rất là dốc nên là em sẽ đánh kẹp cả bó mồi nữa sầu. Kẹp luôn cả bó mồi nữa sầu nhé. Mồi nhiều lắm anh em ơi. Đấy nó dốc như sầu này dễ mất ổ lắm. Cục đầu đây, cục bó mồi đầu tiên em cho nó nào cũng to. Mà em cho xuống nó tan ngay đấy các bạn. Tan ngay nó nằm ở cạnh lưỡi đấy. Kiểu như mình để mình xá mà. Chứ nó không nằm ở trên lưỡi đâu. Giờ cục mồi lớn này. Sầu lắm. Cho lui lui ở tí nữa đi. Đấy. Sầu mất hình luôn. Mất hình luôn à. Vào đây. Rất ok. Thì bây giờ em sẽ đánh ở cái góc này. Bây giờ gió nó cũng chưa to lắm thì tạm thời góc này em sẽ đánh bằng cánh trước. Thì nếu mà gió to thì sẽ lại thành nắp lụ vào. À, nhìn cái chỗ con này đều đều thôi mà đánh cũng rất hay gặp nhiều hàng đấy anh em nhé. Để chỗ này em đánh là mồi cũ, mồi này mồi thừa đánh từ đợt trước. Mồi thừa để lâu thì nó cũng lại lên men nhão.
Rồi. Ngoài kia anh em nhìn thấy ông đang dỡ nở kìa. Được rất nhiều tôm ấy, em vừa ra thấy được nhiều tôm phết. Vẫn tiếc ở cái chỗ bèo này. Chỗ bèo này em kể ra không có mấy cây này ngon quá. Đây lần trước này anh em nó nằm sạp các bác này. Anh em nó đóng bản sắt nằm sạp đâu mà khi ngồi. Mà lâu lắm thì chung là câu cũng không được, nhưng chán bỏ. Giờ xô vẹo hết rồi. Kể cái này mà lấy ván ra kê chắc là vẫn còn ngồi ngon đấy. Mà để chuẩn lắm, bởi vì nó bị rốc về hướng đằng dưới sông kia. Cái này em ngắm phao thì thật sự với các bác là em chỉ thích ngắm phao trong rìu bèo ấy nhé. Kiểu nhìn nó, thứ nhất là nó không bị sóng mấy này, kiểu chân bèo nó cả một phần nó không bị sóng mấy. Thứ hai là kiểu như bèo xanh ấy, mẹ cánh đỏ nhìn rất là thích. Ở ngoài mặt nước kia thì nhìn không sướng lắm, ngắm cái góc này phê này. Thời tiết này khả năng là tí sẽ lại mưa thôi. Đây rồi anh em ơi. Mày chạy đâu? Úi dồi ôi. To anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Mày chạy đâu? Úi dồi ôi. To anh em ơi. Thôi anh em ơi. Mày. Thôi. Wow. To hết. Úi dồi. Trắng ai là đẹp phê em ơi. Bóng thẳng mồm anh em ơi, đẹp phê phật các bác ơi. Thủy trắng còn có anh em ạ. Bóng thẳng mồm. Ok. Ủa, nó bùng ra rồi anh. Giật cả mình. Đang gỡ lưỡi ở trên vợt, nó đánh nó giật cả mình các bạn. Ui, tại chân lưỡi còn run anh em ơi, phê. Cho cái giọng cá ở đây đã. Con này phải cân anh em nhé. Con này em nghĩ chắc là nó khoảng 3 cân đấy. Wow. Thôi cho cả vợt lên đây anh em ạ. Khoảng 3 cân. Hơn 3 cân anh em ạ. Đừng. To lắm anh em ơi. Ôi. Rồi, em bê cho các bác xem đã. Phê anh em ạ. Con này còn trôi trắng anh em ạ. Đầu tiên em cứ tưởng còn chấm cỏ, hóa ra còn trôi.
Anh em thử đoán này mấy cân nhỉ? Em nghĩ con này chắc phải ít phải 3,5 cân. 3,5 cân để em cân thử nhá. Cái này giờ cứ có cân anh em nhìn nó mới ok được. Chứ không có cân hảo ngay, cứ đoán mồm là không được. Anh em nên kêu lắm. Nên em phải 60 cân này. Bạc cân tư anh em ạ. Đây, 3385. Điểm lấy nét anh em nhìn rõ nữa. Các bác nhìn rõ chưa? 3385, gần là 3,5 cân. Rồi, đẹp rồi. Wow. Quá là tuyệt vời. Tỏ thế. Đúng là ủ chua là gặp chua thì mắc nhạy. Phải nói là phê thật anh em ạ. Vừa nãy thì em ở đây thì em bị đè hụt mất một cái. Lúc ở đây thì có ông anh ông ấy đến ông lấy đồ, hình ra là đứng nói chuyện ông lâu quá. Đè nó hụt mất cái. Bây giờ lên con hàng rất sướng. 3385. Gọi là 3,4 anh em ạ. Đoán chuẩn phết đấy chứ nhỉ. Mày chung là đóng được con này sướng thật các bạn, này chua trắng. Con này thì em thấy nhiều anh em bảo nó kéo khỏe hơn con chua đỏ, nhưng mà em đóng con này từ trước giờ chưa bao giờ em thấy nó kéo khỏe chua đỏ bao giờ cả. Đây cái túi này nó đứt mất cái dây này. Về nào lại buộc lại. Sướng quá. Phê thật các bác ạ. Hôm nay là cái là thay đổi thời tiết trời đã ấm lên này. Mỗi tội là gió hơi to thôi. Đây. Các bác bảo tại sao em bóp cái cục mồi to này. Thực ra là cái cục mà to nó không có giá trị gì anh em nhé. Bởi khi em thả xuống cái là mồi này nó sẽ tan ngay đấy. Nó không dẻo đâu. Đấy, hôm nay là em bóp nó vừa phải. Khi mà em giật nữa lên cái đảm bảo cái cục mồi nó sẽ tan vỡ ra ngay. Nên là đóng vào cá luôn. Cũng là gần như là để xào ổ thôi. Ui, nước trôi quá anh em ạ, gió thổi. Ok. Công nhận hôm nay gió to quá anh em ạ. Thì nước này, đợt này nước nó đục rồi anh em này. Nó chuyển sang màu đỏ này. Kiểu như là phù sa ngoài sông nước nợ nó vào đấy. Các bác thấy lần trước này em câu ở đây là nước nó trong trong rồi. Bây giờ anh em thì nhìn thấy màu nó gần như chuyển sang cái màu đục đục. Đục kiểu màu phù sa đấy, đục đỏ đỏ đấy. Sáng trở lên là một em chua rất là to, rất là phê anh em ạ. Trùng khiếp thật đấy. Ui ôi, quá nhìn rồi. Dã man. Tầm này tầm trưa này, khả năng bây giờ sẽ ăn trưa đã anh em ạ. Sáng nay em đi em mang theo một củ khoai nhỏ nhỏ với lại 5 quả trứng. 6 quả trứng. Đây nhiều bác bảo sao mà ăn nhạt lắm ấy. Mà thực ra là anh em nhìn này rồi, đây này quả trứng cả tre các bạn. Nó nhỏ lắm, không được bao nhiêu cả. Đấy, một buổi trưa thì ăn củ khoai với 6 quả này thì nói chung là mới đủ năng lượng. Nhưng không có nhiều lắm đâu anh em, vẫn bình thường đấy. Rồi, anh em thằng nấu ăn ạ. Nó tạt nửa quá các bác ạ. Cho cái thùng này lên nó chặn nó tạt nửa. Đồ cá ô này gió to.
Đấy rồi, con gì vậy? Úi dồi, dọn bể anh em ơi. Úi dồi ôi, con này phải cân. Úi chào mẹ, con bể to thế. Ở chưa anh em ạ? Úi dồi anh em ơi, con đoạn bé sợ chưa các bác ạ? Dã man, to to. Con này nó ăn bụng đầy, phóng cả bụng. Dã man, con ngàn, vứt xuống đây. Này, kinh thật anh em ạ. To dã man. À, các bác nhìn con đoạn bé to chưa? Đúng là ngàn cái rep của em, sợ chưa các bác nhìn này. Rep cỡ 42 nó to này cơ mà. Con này nó thật anh em là trước em đã từng ăn rồi, con này ăn rất là ngon đấy. Nó ăn ngon hơn cả cái dòng cá cá sộp ấy. Thịt nó ngon hơn nhiều. Nướng thịt ăn rất là dai, rất là ngon. Nó ít quá có mỗi con này vất đây. Phơi cho mày chết đi. Cái tội mà ăn bao nhiêu mồi của anh mày. Để bao nhìn này. Bụng này không biết là bụng mồi hay là bụng nó có chửa nữa. To thật, sinh sôi rất là nhanh, kịch quá, dã man chưa nhỉ mày? Bọn này sinh sôi nhanh lắm, không để ý cái là nó hàng đàn luôn. Chết chưa? Con gì đây? À, rùa phi to. To đấy. Đây là lại được con trắng nha. Ok anh em ạ, to. À, được chú rô phi này ngon phết anh em ạ, ra trắng nha. Nước nợ ha. Vào. Úi ôi, chết ngay. Úi giời. Dù phí. Kinh thật con này nó. Mà anh em thẩm mộ em sao này, nó lại nè là vào đầu nhỉ các bác nhìn này. Ê, anh em này, em cứ tưởng hàng to lắm rồi các bác này. Mà không hiểu sao con này nó lại đóng được vào đầu quá nhìn này. Nó tự nhiên nó đè vào đầu, nó lôi đi anh em ạ. Hết sợ chứ. Tuyệt vời. Làm giật mình cứ tưởng hàng to cơ. Đóng xuyên não. Chết mày, gì vậy? Trôi trôi rồi. Từ con à, chạy ngay vào đây. Ui, bỏng mất. Con này bắt đấy nhỉ? Cho nó bừa nó đổ. Cái bọn này khôn thật, nó chạy nó cũng bèo. Con trôi
may mắn sau này nên được em trôi phê quá các bác ơi. Ngắm nhìn em nó tí ạ. Được mấy chú rô phi cũng rất là ok. Ủa cái vành sâu quá. Tỏ lắm anh em ạ. Con này em sụp về sống thì thả bẻ nào ăn sau anh em ạ. Hôm nay về muộn mà. Nhà xa đi đây về muộn lắm. Thôi về thôi anh em nhé, muộn đấy. Hôm nay nói chung là được một em chuối trắng rất là to này. Nhưng về sau em được con chuối bé này nó bong mất. Nên còn lại là dọn bể. Với lại hôm nay là nước lên cả quá thì nó khó đánh. Như bình thường bản thân em đánh thì gần như hôm nào em cảm giác là nước nó xuống ấy, nó còn cạn ấy, thì cá tụ lại sẽ đánh hơn là nước cả. Các bác nhìn lại nước cả mênh mông luôn. Nhưng mà rất may mắn là nay nên con hàng rất là cụ, rất là phê anh em ạ. Em còn đang cứ nhìn nữa. Phao vẫn có thích tăm tăm này. Nếu mà nhà em ở gần thì chắc chắn là em ngồi đây đến tối luôn đấy. Nhưng mà nhà xa quá anh ta phải về sớm. Bởi vì em về tới nhà nó cũng tầm này nó về cũng phải 7:30-8 giờ đấy. Về chưa? Quả con chuối to thật các bác ạ. Nhiều anh em cứ bảo em là con chuối trắng này nó khỏe hơn chuối đỏ. Mà thực ra là em đánh chuối trắng thì chưa bao giờ em thấy nó khỏe hơn chuối đỏ cả. Cái con này mặc dù này nó rất là to nhưng mà nó không có độ vít mấy. Cái con chuối đỏ như thế này nó đóng thì càng đét luôn đấy. Hồ phê. Tỏ lắm anh em, nhìn này tỏ lắm. Anh em đi công mà sống được con như thế này thì có phải phê không. Nghe được mấy chú rô phi về tán nữa. Này quá tuyệt vời. Em bê con to cho trước đã. Wow, còn trôi. Ôi được bao rô phi không ạ. Ôi đừng. Không phải dẫy. Con này lý sát cho anh em sao. Tuyệt vời chưa bác ơi. Thế này đã tuyệt vời chưa. Mời vào đây. Mới được mấy chú đồ phi cũng to đấy. Ui cái thú bóng. Cái này về là đủ bữa rán các bác ạ. Rồi em về các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo. Các bác thấy video của em hay hãy like share ủng hộ nhiệt tình nhá.